Có thể bạn chưa biết cách ghi thời hạn sử dụng đất trong sổ đỏ, sổ hồng. Video này sẽ dành cho các bạn, các anh chị. Nếu như thông tin này hữu ích thì các anh chị đừng quên là bấm follow và bấm tim cho kênh của Luân Trần nhé. Để biết thời hạn sử dụng đất là bao lâu thì phải căn cứ vào từng loại đất, từng trường hợp cụ thể, phân loại thời gian sử dụng đất. Căn cứ vào điều 125-126 luật đất đai năm 2013, thời hạn sử dụng đất được chia thành hai loại: đất sử dụng ổn định lâu dài và đất sử dụng có thời hạn. Ví dụ, đất ổn định lâu dài gồm đất ở do hộ gia đình cá nhân sử dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh. Đất có thời hạn sử dụng gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất thuê nông nghiệp. Thời hạn sử dụng đất trong sổ ghi thế nào? Căn cứ vào khoản 7 điều 6 thông tư 23 năm 2014 của Bộ Tài nguyên Môi trường, thời hạn sử dụng đất thể hiện tại trang 2 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được ghi theo quy định như sau. Nếu thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài thì ghi lâu dài. Trường hợp được nhà nước giao đất cho thuê đất thì ghi thời hạn theo quyết định giao đất cho thuê đất. Trường hợp được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì ghi thời hạn sử dụng được công nhận theo quy định của pháp luật về đất đai. Nếu sử dụng đất có thời hạn ghi thời hạn sử dụng đất đến ngày, tháng, năm, ghi rõ ngày tháng năm hết hạn sử dụng. Trường hợp thửa đất có vườn ao mà diện tích đất ở được công nhận là một phần thửa đất thì ghi thời hạn sử dụng đất theo từng mục đích sử dụng đất. Vâng, và đó là một số thông tin Luân muốn gửi đến tất cả các anh chị. Video này các anh chị có thể tham khảo, và nếu yêu thích Luân Trần thì đừng quên follow kênh của Luân nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những video sau của Luân.